Đất gì mà có 325.000 mét vuông rồi quý anh chị, quá rẻ luôn quý anh chị. Hello, xin chào quý anh chị, lại là em Thi đây. Thì hôm nay tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản thực tế, thì em Thi có một lô đất vườn ngay tại Diên Khánh để mà gửi đến quý cô chú anh chị đầu tư. Thì lô này quá là rẻ quý anh chị, 325.000 mét vuông à. Đó. Mà diện tích nó cũng nhỏ lắm. Lô này tầm khoảng hơn 1 tỷ thôi, nhưng mà chi tiết thông tin lên chi tiết lô đất này như thế nào thì quý anh chị nhớ theo dõi đến cuối video nha. Đó. Quý anh chị nhớ cho em Thi xin một đăng ký và một like coi như để mà ủng hộ em Thi quay những cái video mới nhất ha. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Đó, thì hiện tại là em Thi đang có mặt tại xã Diên Đồng thuộc huyện Diên Khánh để review cho quý anh chị một lô đất vườn giá rẻ. Đó, chủ lô này thì cũng biết em Thi qua YouTube rồi gửi cho em Thi quay. Đó, nên là em Thi cũng thực tế lên đây coi thì em Thi thấy giá nó cũng rẻ nha. Đó. Cái này thì xã Diên Đồng thuộc huyện Diên Khánh, thì cách Nha Trang tầm khoảng 30 phút di chuyển thôi, nó rất là gần, đi ô tô lên đây tầm khoảng 30 phút. Thì tiến đường của đi của nó cũng rất là thuận tiện. Trước mặt của anh chị là cái con đường trước lô đất đây, con đường hiện tại là con đường bê tông rộng 4 mét nha. Con đường bê tông rộng 4 mét là ô tô đi vào tận nơi. Cái này bán thì trên đất có sẵn mía luôn, đây đường bê tông này quý anh chị. Đó. Đây, đây là cái lô đất này, cái đám mía này nè. Đám mía này nè. Anh chị nhìn thế thôi, nhưng mà cái lô đất này thực tế trên sổ nó rất là vuông vắn nha quý anh chị, rất là vuông vắn luôn đó. Và cái mặt tiền của nó là từ cái đám mía ở trong đây nè, từ cái đám mía này băng dài luôn đó. Lô này tổng diện tích của nó là khoảng 3.200 mét nha quý anh chị, 3.200 mét, và mặt tiền của nó là dài 78 mét. Mặt tiền của nó là 78 mét, ôm nguyên cái con đường nè, 78 mét dài tới đây luôn, tới đám mía này luôn đó. Đất thì hiện tại là đất nông nghiệp, đất cây hàng năm đó. Giá thì cũng rẻ mua để đầu tư quý anh chị. Trên đất thì có sẵn mía của chủ đất, người ta đang canh tác tầm khoảng mía này thì tầm khoảng ra xuân là thu hoạch rồi đó. Mía này tầm khoảng chắc ra Tết là thu hoạch rồi đó quý anh chị. Đó, mặt tiền của nó dài 78 mét, là dài tới ngay cái đoạn cua này luôn nè, tới ngay cái đoạn cua này luôn, 78 mét rất là dài. Lô này thì mặt tiền như thế này thì anh chị biết đã làm gì rồi phải không? Một là làm vườn, hai là đầu tư phân lô. Hiện tại đất nông nghiệp nha anh chị nha, mặt tiền 78 mét. Đó, thì nếu mà tách ngang 10 thì anh chị ngang 10 thì anh chị tách cũng được nhiều đó. Đó, nó ôm tới cái đoạn cua này luôn, ôm tới đoạn cua này nè, ngay đây, cái ranh giới đây có cái đám mía của người ta. Đó, 3.200 mét, mặt tiền rộng 78 mét, đường bê tông 4 mét. Đó, giá hiện tại là chủ đang mong muốn bán với giá là 1 tỷ 050 triệu có thương lượng, thì tính ra là nó khoảng 325.000 mét thôi quý anh chị, 325.000 mét vuông đó, ngay tại xã Diên Đồng thuộc huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa đó. Vị trí này thì cách trung tâm thành phố Nha Trang thì tầm khoảng 30 phút di chuyển thôi, và cách thị trấn Diên Khánh thì tầm khoảng 20 phút di chuyển thôi, cũng rất là gần đó. Mua làm vườn đầu tư quá là êm. Trên đất thì có sẵn mía nha. Đó, thì vị trí này thì anh chị nhìn thấy đó là hiện tại là chưa có dân cư đó, và cách vị trí này cách khu dân cư á chỉ tầm khoảng 200-300 mét thôi, đi ra lại cái đường lớn chúng ta quẹo ra là khoảng 200-300 mét là chúng ta thấy nhà dân rồi đó. Cái này thì thôn 5 xã Diên Đồng Diên Khánh, vị trí này thì cách ủy ban xã Diên Đồng và chợ Diên Đồng thì tầm khoảng 3 km nha, 3 km. Đó, đất mình thì tới tới cái bìa mía này nè, cái bìa mía này kéo qua 78 mét, rất là dài. Thì 3.200 mà mặt tiền nó đã 78 rồi, thì cái chiều dài của nó phải rơi vào tầm khoảng khoảng 40 mấy mét quý anh chị, 40 mấy mét. Đó, vị trí này làm vườn hoặc phân lô hoặc đầu tư cũng rất là êm, đường bê tông hiện trạng là rộng 4 mét nha. Đó, giá thì em thấy rất rẻ, có 325.000 một mét à, đất quá rẻ. Hiện tại là đất nông nghiệp và nó quy hoạch cũng là đất nông nghiệp thôi đó, chứ quy hoạch thổ cư thì không có giá này. Đó, đó, anh chị đứng đây là anh chị thấy nhà dân kia kìa, nó xe xe anh chị thấy không đó, chóm cách khoảng 200-300 mét thôi đó. Đây cái trục đường bê tông đi ra lại cái đoạn đường chính đó, trục đường bê tông này nè đi ra lại cái đoạn đường chính, cách chợ và ủy ban xã Diên Đồng là chỉ 300 mét thôi quý anh chị, rất là gần đó.
từ cái đường chính mà đi vào đây nè, từ cái đường chính á mà đi vào đây thì tầm khoảng 100 mét thôi, 100 mét thôi quý anh chị. Lô này nhìn cái sổ dễ thương lắm quý anh chị, nhìn cái sổ nó giống như là một bánh chưng hình chữ nhật rất là đẹp nha, hình chữ nhật rất là đẹp. Từ đường chính vào cũng gần đó, thì 350.000 một mét thì em thấy giá rất là ok. Và cái diện tích mini, cái diện tích nó nhỏ đó, thì tầm tài chính của anh chị tầm khoảng 1 tỷ thì lụm lô này được nha quý anh chị nha. 1 tỷ mà có 3.200 mét thì quá ok. Ở vị trí này thì hiện tại là nó không có cái quy hoạch mở rộng đường đó, đường hiện trạng như thế nào thì như thế thôi chứ nó không có quy hoạch mở rộng. Đường hiện tại là bê tông rộng 4 mét đó, là như vậy thôi đó. Đây thì sau khi đi hoạch mía ra nhìn ra thì nó đẹp lắm. Cái hồi có mấy em thấy có mấy tấm hình cũ á của cái lô này là mía nó rất là thấp, nhìn nó đẹp lắm, vuông vắn lắm, mà mấy tháng, tháng mấy, 2 tháng lên là thấy bắt đầu mía nó cao liền rất là nhanh. Cái này mua làm vườn cái gì à, đầu tư làm vườn chơi 3.200 mét ha. Về khi mà thu hoạch mía xong rào lại rồi trụ lại rồi cho trồng bưởi, cho đào giếng trồng bưởi ha, trồng bưởi, trồng xoài rất là ok luôn. 325.000 mét quá rẻ quý anh chị ạ, quá rẻ chứ còn gì nữa ha. À, mặt tiền 78 mét nha, ôm từ cái đoạn cua tới đây đó, tới cái bì mí này đó, cái đoạn này nó có một cái đoạn khúc cua đó, rất là đẹp. Dài thì 40 mấy mét, 40 mấy mét quý anh chị, dài khoảng 40 mét chứ. Mặt tiền 80 đi, 84-32 đó, cũng rất là ok. Đi ô tô từ nhà em đây tầm khoảng 30 phút thôi quý anh chị, rất là gần chợ ủy ban dân, khu dân cư, khu dân cư cách khoảng 200-300 mét thôi không quá xa. Rồi chỉ với 325.000 một mét vuông là quý anh chị đã có thể sở hữu được cái lô này rồi đó. Thứ nhất, thứ hai là giá thì còn thương lượng nha quý anh chị, giá còn thương lượng nha. Nói quý anh chị là thiện chí thì liên hệ em Thi, đưa quý anh chị đi coi đất cũng như là tư vấn quý anh chị rồi thương lượng giá cả ha. Đó, quý anh chị đã xem tới đây rồi thì nhớ cho em Thi xin một like và một đăng ký, như đó là cái động lực để mà em Thi đi quay thường xuyên hơn. Em Thi cảm ơn quý anh chị rất là nhiều luôn đó. Chúc quý anh chị một ngày mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha quý anh chị. Em Thi xin phép là kết thúc video tại đây. Em Thi xin chào và hẹn gặp lại nha.